Viên thông địa đài. Địa đài Trì địa Bồ Tát. Kinh văn: Trì địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con nhớ vào kiếp trước, khi Đức Phật Phổ Quang Như Lai ra đời, con là tỷ khưu thường ở những nơi đường xá, bến đò, đất đai hiểm trở, eo hẹp, không được an toàn, đề phòng cho sự tổn hại đến xe ngựa, con đều san bằng, con làm cầu hoặc đắp đất. Giảng giải: Trì địa Bồ Tát, maintaining the ground, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con nhớ vào kiếp trước, khi Đức Phật Phổ Quang Như Lai ra đời, con là tỷ khưu thường ở những nơi đường xá, bến đò. Khi Đức Phật Phổ Quang Như Lai thị hiện trên đời, con xuất gia làm vị tỷ khưu, thường phát tâm sửa sang những đoạn đường hiểm trở. Bến đò Tân Khẩu, ở đây là chỉ cho các khúc sông cạn, nơi mà các dòng suối chảy qua đường đi. Ngài Trì Địa Bồ Tát liền lấy cây gỗ ngăn dòng chảy lại để cho người dễ dàng qua lại. Ngài còn sửa sang những chỗ đất đai hiểm trở, eo hẹp, không được an toàn. Có khi trên mặt đất bỗng nhiên bị lún sâu hoặc gồ ghề, không đủ rộng và an toàn để đi qua được. Đây là những nơi cần sửa sang, đề phòng cho sự tổn hại đến xe ngựa, con đều san bằng, con làm cầu hoặc đắp đất. Con san phẳng mặt đường, nếu chỗ ấy bị lún và nhiều ổ gà, con sẽ lấp bằng chúng. Nếu chỗ ấy gồ ghề, con sẽ san bằng chúng. Con làm cho mặt đường bằng phẳng. Kinh văn: Con siêng năng khó nhọc như vậy, trải qua vô số chư Phật ra đời, hoặc có chúng sinh ở nơi chợ triền cần người mang đồ vật, trước hết con mang giúp cho họ. Đến nơi để đồ vật xuống, con liền đi ngay, không nhận tiền công. Giảng giải: Con siêng năng khó nhọc như vậy, trải qua vô số chư Phật ra đời. Việc khó nhọc như vậy là chỉ cho các việc như gánh đất, làm cầu đường. Trì địa Bồ Tát tiếp tục làm những công việc như vậy đời này sang đời khác. Hoặc có chúng sinh ở nơi chợ triền cần người mang đồ vật, trước hết con mang giúp cho họ. Đến nơi để đồ vật xuống, nếu có người bán rong dọc phố chợ cần người mang vác hàng hóa, con sẽ mang giúp cho họ, hoặc là mang trên lưng, hoặc đội trên đầu, hoặc xách trên tay. Khi mang đến nơi họ yêu cầu, con đặt hàng hóa xuống, con liền đi ngay, không nhận tiền công. Có nghĩa là Trì Địa Bồ Tát không những chẳng đòi tiền công mang vác, mà còn từ khước những lời cảm ơn của họ. Đây là một dạng tu tập khổ hạnh mà Trì Địa Bồ Tát đã từng làm. Khi đó, vào thời Đức Phật Tỳ Xá Phù ra đời, thế gian phần nhiều đói kém, con cõng giúp người không kể gần xa, mà chỉ nhận một tiền. Hoặc có xe trâu mắc phải sình lầy, con dùng sức mạnh đẩy xe lên, giúp họ khỏi khổ não. Giảng giải: Khi đó, vào thời Đức Phật Tỳ Xá Phù ra đời, thế gian phần nhiều đói kém, người ta không có gì để ăn. Tỳ Xá Phù có nghĩa là biến nhất thiết tự tại. Khi nạn đói xảy ra, mọi người đều di tản từng đoàn, tìm cách ra khỏi vùng bị nạn đói đe dọa. Có người trên đường di cư qua, yếu không thể đi nổi, nên Trì Địa Bồ Tát phải cõng họ đi. Còn cõng giúp người không kể gần xa, mà chỉ nhận một tiền. Bất luận đó là đoạn đường ngắn hay dài, Ngài luôn luôn nhận một khoản tiền nhất định, chỉ một đồng tiền. Còn không nhận nhiều hơn, hoặc có xe trâu mắc phải sình lầy, con dùng sức mạnh đẩy xe lên, giúp họ khỏi khổ não. Khi trời mưa lớn, nước chảy tràn qua mặt đường gây nên sình lầy rất dày, khiến người xe khó đi. Khi xe trâu cố đi qua, nó sẽ bị mắc lầy. Trì Địa Bồ Tát nói rằng, Ngài sẽ dùng sức mạnh, năng lực tinh thần để đẩy giúp xe ra khỏi sình lầy, thoát khỏi tình trạng khó xử. Kinh văn: Lúc ấy,
Trong nước có vị quốc vương thiết trai cúng dường Đức Phật. Con liền sửa sang đường đất bằng phẳng đón Phật đi qua. Tỳ xá Phù Như Lai xoa đầu con nói rằng: nên bình tâm địa thì tất cả đất đai trên thế giới đều được an bình. Giảng giải. Lúc ấy trong nước có vị quốc vương thiết trai cúng dường Đức Phật. Quốc vương là một Phật tử thâm tín chư Phật. Vua thỉnh Đức Phật đến để cúng dường. Lúc đó, con liền sửa sang đường đất bằng phẳng đón Phật đi qua. Trên đường Đức Phật sẽ đi qua, con sửa sang lại cho bằng phẳng những nơi gồ ghề. Tỳ xá Phù Như Lai xoa đầu con nói rằng: nên bình tâm địa thì tất cả đất đai trên thế giới đều được an bình. Khi tâm địa được an bình thì mọi đất đai trên thế giới tự nhiên sẽ đều bằng phẳng cả. Trì Địa Bồ Tát đã làm việc như vậy một thời gian rất dài để san bằng mặt đất, vốn là nền tảng để thực hiện mọi sự bình đẳng. Nhưng Trì Địa Bồ Tát đã làm bằng phẳng các hiện tượng bên ngoài, trong khi cơ bản là trong tâm, tâm tánh mình thì Ngài chưa làm được. Nên Đức Phật Tỳ Xá Phù dạy Trì Địa Bồ Tát: hãy làm bình tâm địa của chính mình. Vì một khi bình được tâm địa của mình rồi thì các mặt đất trên thế gian đều được bằng phẳng cả. Tâm địa chính là bản tâm của mình. Kinh văn: tâm con liền được khai ngộ, thấy vi trần nơi thân cùng với vi trần tạo nên thế giới vốn chẳng sai biệt. Tự tánh của vi trần không cọ sát nhau, cho đến đạo bình không đụng chạm được gì. Giảng giải. Khi con nghe, nên Đức Phật Tỳ Xá Phù dạy về phương pháp này. Ở xúc. Việc dịch: cùng với vi trần tạo nên thế giới vốn chẳng sai biệt. Thân thể con vốn được tạo thành bởi vô số vi trần, chẳng có gì khác hơn. Và nó cũng giống như các vi trần tạo nên các thứ khác trong thế giới. Tự tánh của vi trần không cọ sát nhau, chúng không xúc chạm lẫn nhau, cho đến đào bình cũng không đụng chạm được gì, ngay cả gươm đào cũng chẳng cắt đứt được chúng. Thế nên, nó chẳng làm hại gì được đến thân thể của mình, vì thân thể của mình cũng đều là rỗng không, còn vốn chẳng có ngã tướng. Kinh văn: còn do nơi pháp tánh mà ngộ vô sanh nhẫn, thành bậc A-la-hán, nay hướng tâm thể nhập Bồ-Tát đạo. Trong pháp hội, nghe các đức Như Lai giảng bài tri kiến Phật như diệu liên hoa, con liền được chứng minh là vị thượng thủ. Giảng giải. Còn do nơi pháp tánh mà ngộ vô sanh nhẫn, thành bậc A-la-hán, nài hướng tâm, hồi tiểu hướng đại, thể nhập Bồ-Tát đạo. Trong pháp hội, nghe các đức Như Lai giảng bài tri kiến Phật như diệu liên hoa, có nghĩa là diệu pháp đại định thủ lăng nghiêm, con liền được chứng minh là vị thượng thủ. Con được ấn chứng đã thể nhập được pháp môn này. Kinh văn: Đức Phật hỏi về viên thông. Con do quan sát kỹ về hai thứ trần, nơi thân và thế giới đều không sai biệt, vốn là tánh Như Lai tạng. Hư vọng phát ra trần tướng, khi trần tướng tiêu sạch thì trí huệ được viên mãn, thành đạo vô thượng. Đó là thứ nhất. Giảng giải. Đức Phật hỏi về viên thông. Còn do quan sát kỹ về hai thứ trần, nơi thân và thế giới đều không sai biệt, chẳng có gì sai khác giữa thân tâm và thế giới. Con quan sát thấy rằng tất cả đều vốn là tánh Như Lai tạng. Hư vọng phát ra trần tướng, trần tướng phát sinh trong cái hư vọng. Khi trần tướng tiêu sạch thì trí huệ được viên mãn, thành đạo vô thượng. Đó là phương pháp hay nhất. Ha ha ha,